Đây là bánh bột lọc trần mà mình làm rất là lẹ từ những khuôn cupcake. Các bạn có thể làm đãi tiệc cho gia đình rất là nhanh mà không cần dùng đến lá chuối để gói hoặc là nhồi bột. Các bạn làm thử theo cách của mình nha. Bảo đảm các bạn sẽ cảm thấy rất là hài lòng. Hello, xin chào các bạn trở lại kênh vlog của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ làm món bánh bột lọc trần mà Trinh làm trong cái khuôn đó các bạn. Cái khuôn như thế này. Làm bánh bột lọc mà mình làm hình tròn vậy, nhưng mà cái này mình dùng cho đãi khách rất là tiện các bạn. Tại vì mình gói trong lá chuối đó, sẽ mất công xé lá chuối rồi lau lá chuối rồi gói rồi nó rất là tốn thời gian. Ra mình làm trong cái khuôn này nè, mình hấp á, cái mình chồng lên nhau á, thì mỗi lần hấp như vậy á, tùy theo cái xửng các bạn cao hay thấp thì mình hấp, cái mình chồng chéo chéo vậy nè đó. Một lần mình hấp như vậy á mà mình được ra một cái khuôn này 6 cái nè, đó là được 18 cái một lần các bạn. Nên mình lấy ra là mình lại để 18 cái khác vô, rồi mình cứ xếp ra đĩa đó, đãi khách làm rất là nhanh luôn. Thành ra Trinh muốn làm trong cái khuôn như thế này, Trinh muốn hướng dẫn cho các bạn làm ha, để mà đãi khách. Còn mà nếu mà làm mà các bạn để ngăn đá đó thì các bạn nên gói bằng lá chuối thì các bạn sẽ để vào ngăn đá được. Bây giờ Trinh sẽ bắt đầu cho các bạn biết những thành phần sau đây. Ở đây Trinh có 200 g thịt nạc. Nếu các bạn có thịt ba chỉ á thì các bạn dùng thịt ba chỉ ha, tại ở Mỹ này người ta sợ thịt ba chỉ có mỡ nhiều á, người ta sợ mỡ á, thành ra làm Trinh sẽ làm thịt nạc. Ở đây có 200 g tôm, nghĩa là 200 g thịt và 200 g tôm. Ở đây Trinh có bột bột khoai tây, bột năng, bột bắp và hành lá. Ngoài ra còn có những cái khuôn, như các bạn chuẩn bị những cái khuôn cúp cách như thế này. Các bạn sử dụng 6 khuôn cả thảy, tại vì cái nồi của Trinh, nồi hấp của Trinh á, hấp một lần 3 khuôn chồng lên á, thì mình lấy ba khuôn này ra mình hấp ba khuôn kế tiếp theo, nó rất là lẹ. Đầu tiên Trinh sẽ cắt tôm. Tôm này Trinh đã rửa sạch hết rồi các bạn. Công đoạn rửa thì các bạn cũng đã biết là rửa bằng chút nước muối, rửa lại nhiều nước để cho ráo. Giờ Trinh sẽ cắt tôm ra nhỏ nhỏ để có gì mình xếp vô khuôn đó các bạn. Cắt nhỏ nhỏ như vậy nè, tùy theo tôm lớn, tôm nhỏ hay các bạn cắt thành mấy khúc ha. Thịt Trinh cũng cắt nhỏ nha các bạn. Cắt miếng vuông vuông như thế này. Bây giờ Trinh sẽ ướp tôm. Trinh ướp cho tôm nửa nửa muỗng tỏi bột. Nửa muỗng hành bột. Một phần ba muỗng bột nêm. Một phần ba muỗng đường, chút xíu nước mắm, chút xíu thôi nha các bạn. Các bạn trộn lên,
và ướp thịt. Trinh cũng ướp như vậy luôn. Tỏi nửa muỗng, bột hành nửa muỗng, bột nêm 1/3 muỗng, 1/3 muỗng đường và chút nước mắm. Nếu các bạn ăn được tiêu, các bạn cho tiêu vào đây nha. Tại nhà Trinh không ăn tiêu, Trinh không có bỏ tiêu vào. Các bạn trong cái phần gia vị á, thì phần tiêu là chỉ thêm vô thôi cho thơm á các bạn. Thì các bạn bỏ thêm tiêu vô. Rồi các bạn ướp ở đây 5-10 phút cho thấm. Phần hành lá, phần gốc, mình cắt phần gốc để mình chút mình xào tôm với thịt á, mình xào chung cho nó thơm. Cắt nhỏ. Phần lá mình sẽ cắt làm mỡ hành. Bây giờ Trinh xào tôm thịt, Trinh để chảo dầu nóng, Trinh cho cỡ một muỗng canh màu điều để mình xào tôm thịt có màu nó đẹp hơn đó các bạn. Dầu nóng Trinh cho thịt vào. Bạn xào cho thịt săn lại chỉ vừa chín tới thôi rồi mình mới cho tôm. Khi thịt đã săn lại vừa chín tới, Trinh cho tôm vào. Tại vì tôm rất là dễ chín nên mình cho vào sau cái thịt một chút. Và xào tiếp cho tôm chín. Tôm chín là được đó các bạn. Khi tôm đã chín rồi nè các bạn, Trinh cho cái đầu hành lá vào. Cái gốc hành lá chứ Trinh nói lộn, cái gốc trắng của hành lá đó. Chỉ xào vài vòng thôi các bạn, tại hành nó cũng dễ chín. Như vậy được rồi, mình tắt bếp. Bây giờ Trinh sẽ pha bột. Trinh dùng 1 cup 1/4 bột năng. Cái này 1 cup nè, cái này 1/4 bột năng nha các bạn. Trinh sẽ dùng 1/2 cup bột khoai tây. Và 2 thay bồ bột bắp. Này là 1. Này là 2. Mình sẽ cho 1/4 muối. 1/4 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên. Trinh sẽ cho 1 cup 1/4 nước vào đây. Và trộn kỹ. Khi các bạn quậy cho bột nó tan đều hết như vậy rồi, các bạn để qua một bên ha. Bây giờ Trinh lấy cái son, Trinh nấu 3/4 cấp nước. Trinh nấu sôi.
Phần nước nấu sôi này Trinh sẽ cho vào một muỗng dầu ăn. Khi phần nước đã sôi, Trinh cho bột từ từ vào, Trinh khuấy. Các bạn tắt bếp liền. Các bạn tắt bếp rồi các bạn vẫn khuấy. Cho bột nó không có bị óc trâu á các bạn. Bạn đổ vô rồi các bạn tắt bếp nha. Bột nó sẽ sệt như thế này là được nè các bạn. Nó lỏng như vậy nè. Như vậy là được ha. Các bạn dùng cái khuôn như thế này và các bạn cắt những cái miếng giấy bạc dài dài như thế này các bạn lót đây nè, để khi mà mình làm bánh á mình dễ lấy lên hơn á các bạn. Các bạn xếp vào cái khuôn như vậy rồi múc bột các bạn bỏ vào. Lượng bột vừa đủ. Rồi các bạn để tôm thịt lên. Nhấn xuống các bạn. Nhấn cho nó sát xuống cái khuôn luôn. Bạn cứ xếp tôm thịt xung quanh cái bánh. Khi đã xếp hết rồi mình cho một lượng bột ít thôi các bạn bên trên mặt. Bạn chán ra. Vì lượng bột vì nhiều quá cái bánh sẽ không có đẹp đó các bạn. Chỉ đủ để che che tôm và thịt á. Như thế này á các bạn. Nước ở sững sôi, Trinh sẽ xếp vào, xếp chéo nhau. Như thế này nè các bạn. Và Trinh sẽ hấp trong vòng 5 đến 7 phút ha. Trong thời gian hấp, Trinh sẽ làm mẻ thứ hai. Thành ra nó rất là lẹ các bạn. Trong thời gian mình hấp thì mình làm tiếp trong những cái khuôn tiếp và cái đó nó chín xong rồi mình thả cái khuôn này vô, cái khuôn mới này vô rất là lẹ. Và sau 7 phút các bạn, bánh mình đã chín và trong như thế này. Giờ mình lấy ra và mình sẽ bẻ để cái mẻ khác vào, sẽ kép một chút ra ngay đĩa ha. Mình sẽ lấy bánh ra. Bạn chỉ cần nắm cái này lên rồi các bạn. Các bạn có thể lấy bánh ra được. Các bạn để xuống đây. Bánh trong rất là đẹp. Và đây là bánh bột lọc Trinh đã làm xong, có thể ăn với lại nước mắm mặn hoặc nước mắm pha cũng được nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh cho Trinh nha.
Cảm ơn các bạn nhiều. Phần bột này thì Trinh chỉ làm được có khoảng 28 cái. Nếu các bạn muốn làm nhiều thì các bạn pha lượng bột gấp đôi lên nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.